chỉ có một điều cần là biết lắng nghe lời Chúa dạy điều cần là biết phục vụ tha nhân, phục vụ mà biết lắng nghe là phục vụ ở trong Thánh Thần, phục vụ ở trong Thánh Thần là phục vụ đem lại ơn thiêng. Chỉ có một điều cần là biết lắng nghe lời Chúa dạy điều cần là biết phục vụ tha nhân, phục vụ mà biết lắng nghe là phục vụ ở trong Thánh Thần, phục vụ ở trong Thánh Thần là phục vụ đem lại ơn thiêng. Một điều cần là biết lắng nghe lời Chúa dạy điều cần là biết phục vụ tha nhân, phục vụ mà biết lắng nghe là phục vụ ở trong Thánh Thần, phục vụ ở trong Thánh Thần là phục vụ đem lại ơn thiêng. Phục vụ mà biết lắng nghe là phục vụ ở trong Thánh Thần, phục vụ ở trong Thánh Thần là phục vụ đem lại ơn thiêng. Thank you.